Đi làm không ạ? Mà ông lấy đâu những cái chậu này không mà kiếm cho mấy cây? Bao giờ cái đấy bao tiền không? Cái này mua bao, cái chậu này mua ở đâu không? Ở đâu? Mua bên trong Anh cơ đây. À đây. Xa lắm, mua tận là gì nhỉ? Nhưng mà còn có mà mua. Bên đấy mới còn, nhà Hà Nội không còn nữa. Cái chân hay nhỉ, chân quỳ hay. Cái giờ cái cây đấy là bao nhiêu tiền không? Cái si đấy. 4 triệu. Cả cây cả chậu. Cây này của ông thì bao nhiêu? 10 triệu. Đấy, được cả cái bể khánh này. Bể khánh cũ cũ rồi. Còn cây cái kênh... cây là móng đấy. Vâng. 4 triệu. Anh à? Anh à? Bảo là vội quá lại phải chạy đi tí. Alo. Vâng. Anh à, gì đấy? Em nó ra nơi đâu? Đây là chơi. Anh có đi không? Anh nếu mà thế à, em cũng bây giờ mới ở Hà Đông đi. Nếu mà anh lên đến nơi trước thì thấy cắt sợi nào rồi em phát nhá. Em bên đấy em không biết cam nó như đi như nào. Đấy. Hôm nay là rất là vội. Quay cây giống nhạc như nào? Anh thức mận xe cái này đi. Không, Hồng Ngọc Mai thì ông nhạn này, ông nhạn. Bến Bắc thức lắm mà không có cái đẹp. Ông Hồng Mai bán bao nhiêu đấy hả ông? 4 triệu. Đây là cái xi này. Lấy đi bác, cây đấy hay đấy. Không về nổi, vẫn còn người cái xi này. Cây đấy hay đấy, lấy đi. Cây 4 triệu mà. Bán rồi gì không? Bán đâu. Lấy đô lấy đi. Đấy, được đấy. À, mang cây mai rắn nàng ra hảo không đi nổi. Cái gì? Cây hồng của mai. Thân bằng cái bằng này này. Cao 20 phân. Vội ơi. Không đi nổi. Cây đẹp. Có tên gì bán? Anh mày nói giá 10 triệu à? Người khác chứ mày phải nói đến 10 triệu. 17 triệu. Mức độ nào? 17. 10 triệu. Đấy. Đấy anh. Thổi rêu ra. Đang định lấy rồi nhưng mà cứ nhường các bác đã. Thôi để nhường cho anh trước. Anh trước anh phải nhường anh. Giờ này cứ hay gặp si chết dở. Không phải lấy cái tên anh mà nói thì nói cái giá rồi. Cái nào ông thấy điên lên tôi đi. À thì bé gì ạ? Mặt em xinh cho nên nó dài. Mất 20. Nhưng mà tên như người mua 20 triệu. Thì cái chỗ người ta bán như thế mua được thì mua chẳng hạn non mà cây non á, thế nhưng mà thôi lúc ấy biết làm nào rẻ hơn nó bán kết hợp tổng là vất mất tí chán, nói chung là chỉ để chơi thôi, chán bình thường chỉ để chơi thôi. Cây này không còn là đẹp à, bắt được cái xi nữa kìa. Hay quá, hay quá. Đây tay chuột, tay chuột được có tiết lộ giá. Con này là bao nhiêu đấy? Mua bao nhiêu? Mua chỗ nào đằng kia? Mua đằng này. Đằng kia bây giờ không có cây nữa. Không có cây. Hay anh quá. Mua em lại dừng lại cho anh đây. Em lại không thích. Anh thích kìa. Em lại không thích tay chuột. Không thích tay chuột. Chỉ tay chuột mới gọi là chi đẹp. Cái này phải chỉ đẹp. Cái này trông thấy quái đấy anh ạ, càng nhìn nét cái càng quái. Con này mà có thể... Ai nhìn thuần đi, nhìn cái không thấy đâu. Cái này mà em trọng. Ôi dồi. Cái này em nuôi 15 bác à, em về cây này bật phá nó hết thì đẹp đấy. Đây nó được cái bộ tay của nó lắc lẽo đẹp. Nhìn cái cây này. Ôi rồi anh lấy cái cây quay lên cây này được cái chứ. Cái gì ấy? Cái xí. Vâng, cũng lấy ở đây thôi. Mặt hàng này đây. Bác này bắt tình lắm. Nốt cây này đi. Cây này không thích, chỉ cần mua từ sáng. À đây à. Không vào mắt. Một cây năm liền rồi. Sáng chung kết được giá bao nhiêu chưa? Nhiều người nhưng mà chung kết
À không, đã bán đâu, nhưng mà giá giá cuối cùng mong muốn là bao nhiêu? Này gì? Đây à? Này thì phẫu hóa là được thôi. Đây là chuyên viên về chuyển hai cái dễ này. Và cho nó thoát, cho nó thoát cái chỗ này được. Và được cái là nó sạch cây, nó chụp chậu rồi, nó nhìn nó sạch sạch. Nói chung là được, tín đồ mini là được. Mẹ lấy mất rồi à? Quên béo. Đấy mà vào chung kết đi để anh lấy về. Đang định quay tí để trả tiền. À, đây là anh vừa điện. Đâu? À thế à? Sao ông lại biết? Anh đi Sài Gòn. Ông nào báo ông ấy mà lại biết? Chắc là anh Tân. À thế. Ồ nhẹ. Bắt ngày thế. Con này chẳng mua là nói tuyên con này nói đây. Thật riêng nói về con này chết. Chất nó quá chất luôn. Đang định nán lại để chút đây. Vài triệu bạc nó nghĩ là nói thôi nhưng mà này. Để mà nó kiếm được con phi như này không đơn giản một chút nào. Đang định nán lại để sút thôi. Mình mua được con này là mình cũng có duyên với nó đấy. Chứ không phải là mà ai mua được đâu. Được, con này chứ. Bán có biết rồi cái gì? Không, cái này thật sự mà nói với chị này hôm nay em mang đi là em để em kiếm cái chậu cho nó vừa vặn thôi. Chứ cũng không nghĩ là có ấy đâu. Nó bớt lấy cây để làm đấy. Cho nó vui thôi. Chứ không phải là... Đáng sớm ra lô này rồi cứ loanh quanh đây để xem. Đấy, chứ còn đi chợ thì mang đi chợ là muốn bán thì kiếm được mấy đồng chứ. Bởi ông ấy mua bán cho mình là ông không bán đắt, nên cứ để cho ông. Để cho công khác. Anh em đã, nếu mà chỉ cần 5 phút nữa không. Không lẩu cái là mình mua luôn. Đấy. Lúc ấy là không trách được mình rồi. Là cá. Chứ là cái tiền là gắt một chút lên cả người, một người nó ngay. Si này thì nó chụt nhanh lắm. Làm chính viên trong nhiều thì cái bút hồng này, mà nói nuôi là rất nhanh. Nhưng con này tuổi nó có tuổi. Mua toàn bị thịt bác cả. Mua đi mua xa toàn bị thịt đấy. Đúng rồi đấy, bán cái gì này thằng cái bạn kia nó cũng bảo là nếu mà ấy thì tôi lấy 8 triệu tôi không lấy mà cái làm thế nào được sao nó ở giữa chợ đúng không? Đúng. Và bây giờ mua nó là cái duyên, ai mua được quan trọng là ai mua đầu tiên. Đấy. Đúng không ạ? Cái xì này đẹp quá mà có người lấy mất rồi. Bao tiền? Chả biết được bao nhiêu. Chắc cũng ngót chục. Đấy thì sáng giờ ra cả chợ hôm nay có mỗi cái này. Định đi rồi đấy nhưng mà thấy cái này lại quay lại. May đang bận. Thôi đẹp. Thôi này để nó cái bên khác. Sang lại kiếm nó cây khác. Mình thì hay bán được cái nó hay bán tầm sớm được mà. Bởi vì người thợ cho người ta nhìn thấy cái là giá cả hợp lý người ta múc ngay. Đúng rồi. Người ta không phải là lấy tất cả đắn đo gì kiếm cái gì nó ấy cả. Vào mắt rồi thì cứ thế mà bê thôi. Thôi thì cất đi cho đỡ hỏi nhiều. Đi. Đó. Đây là chiều anh ở Sài Gòn về anh thay chậu. Xem Zalo à, xem qua ảnh à? Ừ. Anh gì ấy, anh bắt gửi ảnh cho. À. Anh bắt gửi ảnh cho. Được, mấy ông đấy lấy được. Cái của anh Tuyền Béo á. Không nó nhưng mà nó là con được. Nó được. Nói là bỏ cái đồng tiền ra 6-7 triệu hay là mà phải chỉ non. Được. Con này làm một đỏ nữa, con này mang đi chơi. Nhiều người phải ngước nhìn nó, phải đâu. Cây này thì dễ làm. Cối có mà tùng tuyết có nhiều loại lắm. Cái búp mà nó trắng trắng là tùng tuyết, tùng xa. Còn cái không có búp trắng thì là tùng cối. Đó cũng tùy cây, cây nào mà nó đẹp. Em chị anh Minh ơi. Em chị anh ơi. Vừa nãy lại tưởng bác này bác lấy. Thế là thôi. Thôi cất thôi. Tiếc đấy. Nó cũng chẳng tiếc vì mình cũng có tiền sẵn đâu. Rồi một cái cây như giờ hơi. Không phải như giờ hơi mà
cái lúc cái mình sẵn đồng tiền thì vung ra. Thôi cất. Bữa nay ví dụ anh mà về mà anh không lấy thì là anh thì là tiêu phí anh để này để cho lại cho tiền. À đấy à? Đấy là nói nghiêm túc. Đấy là nói nghiêm túc. Còn đâu chiều anh về anh bảo anh không lấy thì là anh sẽ nhận okay. lại cho. Ok. Đấy là nói chân tình. Chân tình. Rồi hiểu. Không phải là bảo lấy người nào hơn hay là ai hơn. Rồi em biết. Thật sự là đấy nói chân tình. Rồi. Ví dụ đây là anh nhìn xem của anh bảo là chú mang vào trong kia chiều anh về anh lấy. Thì nếu mà anh mà không lấy thì cũng lại là bảo là người ta mua hơn. Vâng. À không, mình vừa nãy em đã ấy đâu. Đã. Ừ thì đấy là mới chỉ bảo là như thế đúng không? Rồi. Nếu mà anh mà bảo là không lấy con này thì anh để lại. Ok. Vâng. Mình chi anh. Rồi cất thôi nhỉ. Đâu này.